là ăn nóc nè, đổ xuyên thời gian nó gạ gốc nó đổ sinh nó lên vậy nè. Nè anh thấy không, rễ nó ra dưới chân mô nè, anh cứ ốp từ tầng này ra cho em thôi, một lưỡi len ra đây, chạy ra đây ốp đắt nha, ốp đắt nha, chân xuôi ốp để xuôi càng tốt nha, để cho nước nó gõ lẹ nè. Nó rễ anh thấy rễ nó đâu có ra đây đâu, nó ra xuống dưới chân mô nè, mình ốp dưới chân mô thôi, chứ không ốp lên tới trên bằng mặt mô. Rễ nè, cháy ra nè, nó ra nè, ốp mô nè, hơi dở thôi chảy rồi nè, ốp lắm chút nè, rễ nó nè. Mà cái này đẹp ha. Vậy là mình phải bắt đầu mình ốp liền, ốp lớp mỏng, ốp từ đây nè, ốp từ đây nè, đến đây nè, nó mình gãy cái phân này nó tuột nó giờ nè, nè đào ở đây nè, nó có sẵn nè, giờ đây nè, cắt ở đây nè, từ cái miếng này chạy xuống thôi, không có lên nữa. Ô cái này bữa nay 20 cây đổ vô đẹp gì đẹp ơi, gạn da đẹp hơn, gạn da nó đỏ đổ xi mấy ngày anh hồi kia mấy là lâu lâu quá làm hả, làm hồi nào đổ xi thứ ba phải không, hai tháng rồi, tuần thứ ba rồi là mình quen biết nhau là trời ơi bó hổm vậy là ở An Giang có đồng minh rồi, để mình lẻ loi là ông Đức đồng. Hello, xin chào cả nhà, hôm nay đầy đang có mặt tại An Giang, hôm nay có trong cái chuyến là mình lên đây để mình hỗ trợ anh em ở trên đây chỗ anh Đức như chỗ ăn. Ở đây các bạn, đầu tiên các bạn thấy là lên đất nó đẹp không, hệ thống tưới đồ đầy đủ bài bản hết, xử lý mô rồi luôn. Nhưng có cái là này, để lục bình này, cái này nó ẩm cao lắm nên là phải giờ phải dọn lục bình ra cho nắng nó chiếu vào cho nó khô cái mô, nó gáo cái mô lại đó, hiểu không, dọn ra nè, thấy không đó, cái mô này lên cũng hơi thấp, thấp còn cái chân mô á thì nó ok rồi, thì thấp như vậy á thì cũng không sao đâu, mình trồng mình đặt cái vị trí cái mặt bầu lên đây nè, rồi bắt đầu mình lấy đất ra ngoài này đưa lên thì cái gốc nó sẽ lên được khoảng chừng 20-30 cm nữa là vừa lắm, cũng không sao đó. Dở ra anh thấy không, ẩm độ ghê không, này mà để xuống trồng xuống cái là cùi ngộ cùi cạch liền, quá trời nó như sình luôn, thấy không, nó móc ra hết cho nắng nó chiếu vào mau khô mau gõ cái mô, ôi quá trời khó đi vậy. Dạ. Nay đầy lên đây khoảng chừng 3 ngày trên đây ha, để đầy đi thăm tất cả những cái vườn mà đặt rồi đây. Anh em mày đó có hẹn alo với mình đó là mình thăm luôn, mình ở đây mình là vừa làm sầu riêng, hạnh, lúa, rồi dưa leo bầu bí nên mình làm láng hết rồi. Nói chung là làm hết cái gì mình cũng làm. Chuẩn bị mình có ra clip lúa. Trời ơi trời, thấy không nè, cái này mà không cho móc ra là rồi luôn nè, trồng xuống là tiêu rồi, thấy không. Ngộ độc luôn ha. Không, đất đây mà lên trồng sầu riêng là ngon luôn quá trời. Khu vực cái đây trồng thích hợp lắm. Sợ sao anh? Đâu có gì đâu. Cái này nữa mình trồng xong rồi sau này mình đào rãnh á, rồi bắt đầu mưa nè, nước nó rửa mưa nó rửa trâu từ từ á, là cái đất mình nó cải tạo từ từ rồi, như đất của anh Đức ngày xưa lúc trồng 3 năm trước á. đâu rồi quay mà qua coi mất cỡ hả, 3 năm trước đó, 3 năm trước em chở cây giống đầu tiên lên trên chỗ anh Đức nè, làm với anh Đức xì tại vườn của ảnh luôn nè, đất cũng mới lên mà, cũng mới lên gì đó, giờ là 3 năm mấy rồi, cuối năm nay làm trái đi. Ngầu nó về cập nhật là cái vườn của anh Đức.
chưa được 3 năm. Xuống hàm đi trước đi, sầu riêng pha xuống giùm em. Trời, này thả cá thì ngon biết mấy luôn. Quá đã. Đây chuẩn bị qua đây nha. Thế cho anh đổ vô thử mấy cái xi mấy cành. Mấy cái mùa này ẩm độ nó cao ghê ha. Bởi vì đợt rồi nó bị rớt lá hết trơn nè, thấy không? Bị rớt lá nè, cái lá già đó. Cái còn lại mấy cái lá nè. Quá trời ẩm độ nè. Ừ. Thấy rớt cái thằng lá già không? Này nhìn là biết nè. Nó có sao không? Hả? Không, cho nó bây giờ cho nó thoáng lại chứ không phải lúc nào mình cũng ra cũng tưới hết trơn. Mấy ngày nào cũng tưới nữa. Bây giờ anh ra anh gạch coi rồi rắc nhìn thế nè. Là ẩm độ nó rất là cao rồi không tưới nè. Nè quả này là không tưới nè. Ha, gỡ cho nó thoáng ra đi không tưới. Rồi chừng nào anh thọt tay anh móc xuống nữa. Cái gì nè. Đây, mà thấy nó khô khô quá, ra đây khô quá. Giờ phải tưới. Tưới nhiều xong ngưng lại 3 ngày nữa. Rồi còn mùa mưa thì mình dọn nó thoáng ra. Ha. Vậy mới được. Cái này là bị nó còn nó bị rớt lá già nè, thấy không? Là dư nước nè. Cách tưới nước đó anh. Cái ông đó đó. Ừ, trời. Dọn ra đi. Thổi đậy nha. Cái rễ này nó rễ nó ăn xuống ở dưới chân mô không à, không ăn lên đây đâu, nó phải nằm dưới đây một khúc như nè. Đó, nó không sao đâu. Đang cho anh thì em biết không, để gì cho nắng nó chiếu vô đây nè, nó mau thoáng. Anh tưới nước nó mau rút thì cái dây sầu riêng nó chịu. Thứ hai nữa là mình biết sao không, là khi mà tháo ra xuồng nó nắng cái lá này nó hơi rũ xuống nó bị sóc à. Mà không sao đâu. Ừ. Sao hả? Ừ, anh phải dọn thoáng cái mưa cho em đi, mùa mưa này không chết chấp gì nữa đâu. Đó, ừ. Cây đó rõ ràng nó rớt lá già đó, thấy không? Đâu đem lại coi mấy cái này coi. Trời ơi, bố không thấy gầu lắm trời ơi. Thấy gầu lắm à. Nè, rạn đốc này nổi sinh nó lên rồi, thấy không?